Những máy bay không người lái, UAV, quân sự do Trung Quốc sản xuất được cho là có công nghệ ẩn để không cho phép điều khiển các UAV này tấn công ngược lại Trung Quốc. Tờ South China Morning Post dẫn một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc tiết lộ tất cả UAV chiến đấu và trinh sát của Trung Quốc đã được thiết kế sao cho có thể nhận biết một hàng rào địa lý điện tử bao quanh biên giới lãnh thổ nước này. Nguồn tin này cho hay đây là công cụ giám sát, là một công nghệ đơn giản nhằm đảm bảo UAV xuất khẩu của Trung Quốc sẽ không bị đối phương sử dụng làm vũ khí tấn công ngược lại nước này. Nguồn tin cho biết thêm chức năng trên đã được các nhà sản xuất UAV Trung Quốc đưa ra trong các tài liệu hướng dẫn của mình. Chuyên gia Lý Kiệt ở Bắc Kinh cho rằng một số UAV có khả năng tự hủy nếu hệ thống giám sát bị chỉnh sửa hoặc tháo dỡ. Những bình luận trên dường như xác nhận tuyên bố vào năm ngoái của ông Haluk Bayraktar, giám đốc điều hành công ty sản xuất UAV Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Bayraktar nói rằng UAV do Trung Quốc sản xuất quay đầu lại khi chúng đến gần biên giới Trung Quốc. Ông Bayraktar cũng nói thêm rằng những hạn chế ẩn và hiệu suất dưới chuẩn của UAV do Trung Quốc chế tạo đã khiến một số khách hàng chuyển sang sử dụng UAV Thổ Nhĩ Kỳ, chẳng hạn như UAV TB2 của Baykar. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Thụy Điển, trong thập niên qua, các công ty Trung Quốc đã giao 220 UAV cho 16 quốc gia, chủ yếu ở Trung Đông và Châu Phi. Bắc Kinh đã phủ nhận các báo cáo ban đầu rằng UAV dân sự DJI của Trung Quốc đang được cả lực lượng Nga lẫn Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, có thông tin trên mạng xã hội nói DJI đã thêm chức năng định vị địa lý cho các phiên bản xuất khẩu mới hơn của mình để ngăn chúng bay qua Ukraine, bất kể ai đang kiểm soát chúng. Tướng Trung Quốc rút ra bài học từ xung đột Ukraine. Ông Châu Thần Minh, một nhà nghiên cứu quân sự ở Trung Quốc, cho hay các nhà phát triển UAV Trung Quốc cũng đã lắp đặt hàng rào địa lý điện tử bên trong UAV nội địa để ngăn chúng bay vào vùng cấm bay của nước này. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.